chào các cô dì chú bác, chào các anh chị các bạn đã quay trở lại với đường live của Lê Minh Vlog. Hôm nay mình lại mời cả nhà hãy cùng trải nghiệm một buổi sáng cuối tuần với mình nha cả nhà. Không để cả nhà ở đây lâu mà cả nhà hãy cùng đi nào. Let's go. Mình mời cả nhà hãy cùng trải nghiệm với mình và nghe nhạc thư giãn nha cả nhà. Biến người cả nhà. Trong video có gì sai sót mong cả nhà hoan hỷ nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem ủng hộ mình. Một bãi biển cuối tuần rất là đẹp. Những hình ảnh rất là thân thương của ông cả nhà. Hiện tại bây giờ nước đang thủy triều đang còn lên nha cả nhà. Nhưng sóng rất là lớn.
chiều gió quá cả nhà, hơi ồn, mong cả nhà hoan hỷ cho mình nhé. Gió quá cả nhà. Một tiếng người cả nhà xem. Hiện tại bây giờ 6 giờ tối rồi nhưng mà rất là đông khách để tắm rồi cả nhà. Chiều gió rất là mạnh. Nhìn phố đã lên đèn này cả nhà này, nhưng mà rất là đông người tắm. Cả nhà nhìn thấy bóng điện đã lên, bóng điện đã sáng rồi đấy, nhưng mà khách du lịch vẫn tắm đặc biệt. Thank you.
trong video hơi dài nên mình cũng xin phép dừng tại đây một lần nữa. Mình chân thành cảm ơn cô dì chú bác đã cùng đồng hành với mình trong phút hiện qua, một lời tri ân nhất. Mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video kế tiếp nhé. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ, an lành bên gia đình, người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.